Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiếp nhận tiểu thuyết Bể Than Đông Bắc của nhà văn Đặng Huỳnh Thái. Tiểu thuyết Bể Than Đông Bắc được đánh giá là kho tư liệu đồ sộ, kéo dài 100 năm của ngành than, với khối lượng nhân vật dày dặn, phản ánh đủ chiều rộng, chiều dài và chiều sâu thân phận con người trong biến cố lịch sử, bởi tác giả đã có 30 năm làm việc trong ngành than, am hiểu và tâm huyết với nghề. Bể Than Đông Bắc cũng là tác phẩm đạt giải 3 thể loại tiểu thuyết trong cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, Báo Lao động tổ chức, phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam trao giải vào tháng 11 năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã thay mặt đơn vị tiếp nhận gửi lời cảm ơn, tri ân đến tác giả Đặng Huỳnh Thái vì đã dành sự quan tâm đến lịch sử, văn hóa tỉnh Quảng Ninh, thể hiện những điều đó qua các tác phẩm văn học là nguồn tư liệu quý cho các thế hệ sau. Những cái trang tư liệu rất quý của vùng mỏ từ trước cách mạng cho đến gần đây thì đây là một cuốn sách mà tôi nghĩ rằng đối với thế hệ trẻ nó rất là có ý nghĩa để giáo dục truyền thống vùng mỏ. Khi mà tôi thấy những cái người cán bộ văn hóa ở Quảng Ninh lên tiếp nhận đều trẻ cả thì tôi rất là vui. Là bởi vì rằng thế này, thế hệ trẻ người ta tiếp nhận cái cuốn sách này một cách rất mở lòng. Và như thế thì rồi những cái bạn đọc, những người cộng tác với họ, những đối tác của họ cũng sẽ rất là yêu quý cái truyền thống của những con người Quảng Ninh. Sau khi tiếp nhận, cuốn tiểu thuyết Bể Than Đông Bắc sẽ được lưu trữ lại tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh để phục vụ độc giả tìm đọc hiểu hơn về lịch sử và đời sống tinh thần của con người vùng mỏ.